Trên thực tế nha, trên thực tế thưa anh với thưa bà con, cái Ceftifur đã có cái thuốc chống viêm rồi, thuốc giảm viêm rồi, đó là đã có cái dexamethasone rồi nha, đã có cái dexamethasone rồi, cho nên là cái dùng Ceftifur thì không nên dùng thuốc giảm viêm nữa. Tôi nhắc lại, khi đã có dùng Ceftifur thì không nên dùng thuốc giảm viêm nữa. Thế còn trong trường hợp bại huyết ở đây ấy, là người ta thường không dùng thuốc giảm viêm. Tôi nhắc lại không dùng thuốc giảm viêm. Thế còn cái thuốc giảm viêm nó có rất nhiều dạng nha. Ví dụ như là dexamethasone, ví dụ như là prednisolone, ví dụ như là Mobic, ví dụ như diclofenac, nhưng mỗi một loại nó người ta sử dụng cho nó khác nhau. Thế còn cái dexamethasone là thường sử dụng rộng rãi. Còn cái giảm viêm diclofenac thường là giảm viêm trong trường hợp là viêm khớp nha. Còn prednisolone sử dụng trong trường hợp là giảm viêm khi mà viêm phế quản vân vân. Thì người ta sử dụng cái thuốc giảm viêm. Chứ còn bại huyết thì tôi xin thưa với anh là người ta không dùng thuốc giảm viêm. Thì đấy là các loại thuốc giảm viêm. Thế vậy thì trong các loại thuốc giảm viêm này thì cái dexamethasone là thường không được dùng cho cái gia súc đang mang thai. Nếu mà gia súc đang mang thai mà dùng dexamethasone thì sẽ gây nên hiện tượng sảy thai.